Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới là cái mũ voi các bạn. Thì để mà lấy được cái mũ này thì nó yêu cầu 4 nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên á là nó yêu cầu các bạn là phải rebirth được 10 lần các bạn. Và nhiệm vụ thứ hai là các bạn phải mở được 50 trứng Atlantis. Thì để mà mở được trứng Atlantis thì bắt buộc các bạn phải mở được vùng đất Atlantis các bạn. Đấy, thì mà để mở được vùng đất Atlantis thì nó yêu cầu các bạn cần 50B. Thì là cái vùng đất này là vùng đất mới nhất nha các bạn. Thì khi mà các bạn mở vùng đất này rồi á, thì nó yêu cầu các bạn phải đánh bại 75 con boss của vùng đất này nữa các bạn. Và các bạn phải chơi trong game được 4 giờ. Thì nếu mà bạn nào mà đã chơi cái game này lâu rồi thì các bạn cũng đủ biết là cái tựa game này nó không lưu các bạn. Nếu mà các bạn không online đủ 4 giờ, cái nhiệm vụ online đủ 4 giờ này á là các bạn phải hoàn thành cuối cùng. Tại vì khi các bạn thoát ra là nó sẽ bắt đầu nó chạy lại từ đầu các bạn. Cái game này nó khá bực mình ngay là vì cái chỗ đó đó các bạn. Và một cái lưu ý nữa là cái vật phẩm limited cũ á, nó lại chuyển thành thời gian rồi các bạn. Thì các bạn chỉ cần on 5 tiếng là các bạn có thể nhận được cái vật phẩm limited cũ nhá. Thì cái này mình để ý là cái này là cái limited thứ hai nó là như thế rồi các bạn. Lần trước á thì cái limited cũ kia là cái mũ thì nó cũng không hết, nó update lên cái va này các bạn. Nó update lên cái va màu đỏ nhá. Thì nó cũng cho cái mũ màu tím kia là on 5 giờ là sẽ nhận được các bạn. Nên là nó hết rất nhanh luôn. Thì bây giờ nó update lên cái mũ màu tím thì cái va màu đỏ này nó cũng chuyển lại 5 giờ các bạn. Nhiệm vụ là 5 giờ thôi, khá là easy luôn. Nhưng mà cái này chắc chắn là phải on liên tục, không cộng dòn các bạn. Đấy, thì các bạn lưu ý nha. Chắc chắn là sau này nếu mà cái va màu tím này á mà nó không hack mà nó ra thêm một cái vật phẩm mới á thì có khi cái va màu tím này nó cũng sẽ đưa vào là 5 giờ chơi. Theo cá nhân mình nghĩ là nó sẽ như thế các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.